và mỗi lần dùng thì chúng ta sẽ dùng nguyên viên ha. Rồi, cấu trúc của viên bao gồm có viên nhân và lớp bao. Viên nhân, cái viên nhân ở bên trong nó là viên nén, còn lớp bao ở bên ngoài có thể là lớp bao đường, lớp bao phim hoặc là lớp bao là một lớp tá dược, ha, một lớp bột tá dược. Như vậy thì chúng ta có ba loại viên bao, đó là viên bao đường, viên bao phim và viên bao tá dược. Vật liệu dùng để bao có thể ở dạng dung dịch, nhũ tương hoặc là hỗn dịch. Khi mà chúng ta phun hoặc là tưới dịch bao vào, sau đó chúng ta sấy khô thì dung môi sẽ bay hơi, để lại cái phần rắn bám liên tục ở bên ở trên bề mặt của viên nén và tạo nên cái lớp bao. Ha. Rồi đây là hình ảnh minh họa cho viên bao. Vậy thì viên bao nó sẽ gồm hai phần, đó là cái phần nhân là cái viên nén ha. Rồi cái phần lớp bao ở bên ngoài có thể là bao đường, bao phim hoặc là lớp bao là lớp bột tá dược ha. Phân loại viên bao thì chúng ta có hai cách phân loại. Thứ nhất đó là phân loại theo vật liệu và kỹ thuật bao. Thứ hai là phân loại theo chức năng của lớp bao. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cách phân loại. Phân loại theo vật liệu và kỹ thuật bao thì chúng ta có ba loại viên bao như thế này. Viên bao đường, vậy thì vật liệu dùng để bao chủ yếu là đường saccharose ha, hoặc là siro đơn. Vậy thì siro đơn thì cũng được điều chế từ đường saccharose ha. Cho nên người ta hỏi là cái loại đường được dùng để tạo nên cái lớp bao đường là loại đường nào thì đó là đường saccharose ha. Rồi, còn viên bao phim hay còn gọi là viên bao màng mỏng. Vậy thì cái lớp bao phim nó có độ dày là khoảng 0,1 mm. Mặc dù là cái bề dày này nó rất là mỏng ha, nó chỉ là 0,1 mm, nhưng mà nó dẻo dai, bền chắc, và cái lớp bao phim này được tạo bởi những cái polymer hữu cơ. Rồi, viên bao bằng cách nén hay còn gọi là viên nén kép, và tại sao nó gọi là viên nén kép thì chốc nữa tới cái phần viên bao này chúng ta sẽ biết ha. Vậy thì để điều chế cái viên bao này chúng ta sẽ dập một cái hỗn hợp tá dược xung quanh viên nén ha. Như vậy cái lớp bao nó là cái lớp bột tá dược, được chưa? Vậy thì phân loại viên bao theo kỹ thuật và vật liệu bao chúng ta có ba loại như thế này. Đây là viên bao đường. Các bạn thấy nó giống như là những cái viên kẹo sô cô la ha. Nó có rất là nhiều màu sắc, rất hấp dẫn ha. Viên bao phim ha. Và đây là cái hình ảnh người ta minh họa cho là cái viên bao bằng cách nén ha. Phân loại viên bao theo chức năng của lớp bao thì chúng ta sẽ có các loại sau. Thứ nhất đó là viên bao tan trong dạ dày. Viên bao tan trong dạ dày có nghĩa là tới dạ dày thì lớp bao nó sẽ tan để dược chất ở bên trong được phóng thích ra. Như vậy cái lớp bao này nó có vai trò gì? Thì nó có vai trò đó là bảo vệ dược chất, tránh lại tác động của môi trường như là ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm hoặc là oxy không khí. Bởi vì là có những cái dược chất là nó rất là dễ bị oxy hóa, mà oxy là một tác nhân gây oxy hóa. Rồi vậy thì nó có vai trò là bảo vệ dược chất, hoặc là cái vai trò thứ hai đó là nó che đi cái mùi vị khó chịu của dược chất để chúng ta dễ uống ha, hoặc là che cái màu sắc kém hấp dẫn của dược chất ha. Ví dụ như là cái dược chất nó có cái màu nó không được bắt mắt, thì người ta bao một cái lớp bao ở bên ngoài để che đi cái màu đó ha. Rồi viên bao tan trong ruột, viên bao tan trong ruột có nghĩa là khi mà cái viên di chuyển tới ruột thì lớp bao nó sẽ tan và dược chất được phóng thích ra. Như vậy khi cái viên đang nằm ở dạ dày, lớp bao sẽ không tan. Lớp bao này nó bền trong môi trường axit ở dạ dày. Khi cái viên nó di chuyển tới ruột thì cái lớp bao nó mới tan để dược chất ở bên trong được phóng thích ra. Vậy thì mục đích người ta điều chế cái viên bao tan trong ruột để làm gì? Thứ nhất đó là để tránh cái tác động của axit dịch vị. Ví dụ trong trường hợp dược chất nó kém bền trong cái môi trường axit, vậy thì cái lớp bao này sẽ giúp bảo vệ dược chất tránh tác động của axit dịch vị. Thứ hai nữa,
Đó là trong trường hợp mà dược chất nó gây kích ứng dạ dày thì cái lớp bao này nó có vai trò đó là bảo vệ dạ dày ha, tránh tác động kích ứng dạ dày của dược chất. Rồi, hoặc trong trường hợp thứ ba đó là chúng ta muốn điều trị những cái bệnh ở ruột, ví dụ như là bệnh viêm nhiễm hoặc là sun sán ở ruột. Như vậy chúng ta muốn nồng độ hoạt chất nó tập trung cao ở ruột ha. Vậy thì lúc này người ta sẽ điều chế viên bao tan trong ruột, tới ruột hoạt chất mới phóng thích ra để nồng độ hoạt chất nó tập trung cao ở ruột để nó cho cái tác dụng mạnh nha. Và cái viên bao tan trong ruột còn gọi là viên phóng thích chậm, viên phóng thích hoạt chất chậm, bởi vì là để cái viên thuốc nó di chuyển được tới ruột thì cần một cái khoảng thời gian có thể là khoảng 2 tiếng đồng hồ ha, thì cái viên nó mới di chuyển tới ruột. Như vậy cái viên bao tan trong ruột còn gọi là viên phóng thích dược chất chậm ha. Rồi, viên bao phóng thích kéo dài thì cái viên này lớp bao nó sẽ đóng vai trò là kiểm soát sự phóng thích dược chất, và để kiểm soát được sự phóng thích dược chất thì cái vật liệu dùng để tạo nên cái lớp bao đó là các polymer không tan hoặc là những cái polymer nó tan chậm, nó bị bào mòn dần ha. Những cái polymer này nó tạo nên một cái khung ha, nó tạo nên một cái khung, và cái khung này nó giống như là cái khung xốp. Trên cái khung đó sẽ có những cái lỗ và hoạt chất nó sẽ được phóng thích từ từ qua cái lỗ đó ha. Hoặc là cái polymer này nó sẽ tan và bào mòn dần để dược chất được phóng thích từ từ để duy trì nồng độ trị liệu trong máu để cho tác dụng kéo dài ha. Vậy thì phân loại viên bao theo chức năng của lớp bao chúng ta có 3 loại, đó là viên bao tan trong dạ dày, viên bao tan trong ruột và viên bao phóng thích kéo dài. Và các bạn cần phải nhớ được đó là mục đích của từng loại viên bao ha. Tại sao người ta lại điều chế cái viên bao tan phóng thích kéo dài để làm gì ha? Để duy trì được cái nồng độ trị liệu ở trong máu và để cho tác dụng kéo dài ha. Rồi, mục đích của viên bao đó là che giấu đi cái mùi vị, màu sắc kém hấp dẫn của dược chất ha. Trong một số trường hợp thì cái lớp bao nó giúp cho người sử dụng dễ nhận biết. Ví dụ như là cái dược chất đó người ta điều chế nên viên dùng cho trẻ em và viên dùng cho người lớn. Vậy thì người ta sẽ tạo những cái lớp bao có màu sắc khác nhau để chúng ta dễ nhận biết ha. Bảo vệ dược chất, tránh lại tác động của môi trường là ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, oxy không khí, vân vân ha. Rồi, giúp cách ly dược chất, tránh tác động của axit dạ dày hoặc là tránh cái tính kích ứng dạ dày của hoạt chất ha. Hoặc là lớp bao nó làm thay đổi sự phóng thích dược chất, ví dụ như là viên bao tan trong ruột hoặc là viên bao phóng thích kéo dài. Vậy thì cái lớp bao nó sẽ làm thay đổi sự phóng thích dược chất. Trong cái bài viên nén hôm trước chúng ta đã học, đối với những viên thông thường, viên quy ước thì ngay khi mà chúng ta uống cái viên vào, hoạt chất nó sẽ được phóng thích ngay đó. Nhưng mà với viên bao tan trong ruột hay là viên bao phóng thích kéo dài thì khi mà chúng ta uống thuốc vào, hoạt chất nó chưa được phóng thích ngay, nó cần phải di chuyển tới cái vị trí thích hợp hoặc là nó cần đạt một cái thời gian nhất định nào đó thì dược chất mới được phóng thích ra ha. Hoặc là nó kiểm soát sự phóng thích dược chất, nó làm rơi dược chất phóng thích từ từ chứ không phải là phóng thích ồ ạt như là cái viên nén thông thường ha. Vậy thì cái lớp bao nó làm thay đổi sự phóng thích dược chất. Rồi, lớp bao nó còn có vai trò đó là khắc phục sự tương kỵ giữa các thành phần. Ví dụ như là trong công thức có những dược chất nó tương kỵ với nhau. Như vậy thì mỗi dược chất nó sẽ nằm ở những cái lớp riêng, và giữa những cái lớp này sẽ có một cái lớp bao, sẽ có một cái lớp bao để ngăn cản sự tiếp xúc, sự tương kỵ giữa các dược chất ha. Rồi, đó là mục đích của lớp bao. Bây giờ chúng ta vào từng loại viên bao ha. Viên bao đường. Đây là hình ảnh của viên bao đường, và cái vật liệu chủ yếu để tạo nên viên bao đường đó là đường saccharose ha. Đây. Tá dược dùng để điều chế viên bao đường đó là dung dịch đường đậm đặc, nồng độ đường lớn hơn 30% ha. Chúng ta có thể dùng riêng dung dịch đường hoặc là phối hợp dung dịch đường với những tá dược khác. Tuy nhiên, người ta thường là phối hợp dung dịch đường với các tá dược khác để khắc phục những cái nhược điểm.
À, nếu như mà chúng ta chỉ dùng riêng mình đường, chỉ dùng đường để bao thì cái lớp bao nó sẽ cần một cái thời gian rất là dài nó mới đạt được cái độ dày cần thiết. Thứ hai nữa đó là cái lớp bao nó không đạt cái độ bền vững. À, vậy thì để khắc phục những cái nhược điểm này thì người ta thường phối hợp dung dịch đường với các tá dược khác. À, viên bao đường ngày nay thì chúng ta thấy số lượng viên bao đường nó ít được dùng. À, bởi vì là viên bao đường nó có nhiều nhược điểm ha. À, đó là lớp bao nó dày và khối lượng viên nó sẽ bị tăng lên đáng kể sau khi mà chúng ta bao. À, và cái thao tác bao đường nó khó thực hiện. Khó thực hiện. À, và cái vật liệu chính để tạo nên lớp bao đường đó là đường saccharo, mà đường saccharo thì nó lại dễ hút ẩm, nó cho nên nó làm cho cái lớp bao nó kém bền ha. À, à, để khắc phục những cái nhược điểm này thì người ta thường phối hợp dung dịch đường với những cái tá dược khác nữa ha. Và những cái tá dược khác mà chúng ta dùng trong kỹ thuật bao đường đó là tá dược bảo vệ. Tá dược bảo vệ ví dụ gôm lắc, dầu thầu dầu, đép hoặc là BZ, Zein. Tá dược dính, tá dược dính là các loại đường hoặc là tinh bột thủy phân gồm Arabic, gelatin, BBB. Đây là những cái tá dược dính mà chúng ta gặp trong cái bài viên nén ha. Rồi tá dược độn là canxi carbonate, tan hoặc là kaolin. Thì tá dược độn nó làm cho cái lớp bao nó nhanh chóng đạt cái độ dày cần thiết ha. Rồi dung môi để pha dịch bao có thể là nước hoặc là hỗn hợp cồn nước, chất màu. À, các bạn thấy là viên bao đường nó thường là có rất là nhiều màu sắc hấp dẫn ha. Chất màu, chất tạo mùi, chất làm bóng viên, thì những cái chất này nó giúp cho viên nó có cái cảm quan hấp dẫn ha. Chất sát trùng bảo quản, bởi vì là cái lớp bao đường cái vật liệu là đường, cho nên mà đó là cái chất dinh dưỡng cho vi sinh vật nấm mốc phát triển, vì vậy người ta thêm một cái lượng chất sát trùng vào ha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái thành phần của viên bao đường. Thứ nhất đó là viên nhân. Viên nhân nó là cái viên nén ha, và viên nén dùng để bao nó cần phải đáp ứng các yêu cầu. Thứ nhất đó là độ bền chắc. Viên nhân dùng để bao nó cần phải có độ bền chắc cao hơn viên nén trần. Hôm trước trong bài viên nén chúng ta đã học cái độ mài mòn. Đối với viên nén trần, viên nén thông thường thì độ mài mòn yêu cầu là phải bé hơn hoặc bằng 3%. Nhưng đối với viên nhân dùng để bao thì yêu cầu là độ mài mòn phải bé hơn hoặc bằng 0,5%. Có nghĩa là nó phải bền chắc hơn cái viên thông thường. Bởi vì là trong cái quá trình bao, viên nó sẽ có cái sự va chạm với thành nồi và nó có sự trượt lên nhau, va chạm với nhau, nó có sự cọ sát, cho nên nó cần phải có độ bền chắc hơn viên thông thường để hạn chế cái sự bào mòn ha, là hạn chế viên bị vỡ bị mẻ đó. Viên ít bị bào mòn, không giòn và dễ vỡ ha. Về hình dạng viên thì viên dùng để bao cần có hình khum lồi. Khum lồi tức là hai cái bề mặt viên nó khum lên. Để làm gì? Bởi vì là khi mà cái nồi bao nó quay, viên nó sẽ cọ vào thành nồi và các viên nó sẽ trượt lên nhau. Vậy thì
hai cái bề mặt viên nó lồi lên thì sẽ hạn chế được cái ma sát, hạn chế được ma sát, hạn chế được những cái điểm tiếp xúc. Như vậy thì viên nó sẽ ít bị bào mòn, ít bị vỡ mẻ. Mép viên không quá mỏng, mép viên không được quá mỏng, bởi vì nếu như mà mép viên mỏng thì cái mép đó nó dễ bị vỡ. Nó cần phải có khối lượng phù hợp, khối lượng không được quá nhỏ cũng không được quá lớn. Rồi đặc tính bề mặt, đặc tính bề mặt yêu cầu đó là phải giúp cho tá dược nó bám dính tốt, nhưng mà nó cần phải trơn chảy tốt. Vậy thì bề mặt nó phải nhẵn, không thô ráp. Thì đây là những cái yêu cầu của viên nhân dùng để bao. Đây là hình ảnh minh họa về các lớp bao đường. Cái lõi bên trong này đó là viên nhân, còn những cái lớp này đó là lớp bao đường. Như vậy thì các bạn thấy rằng là kỹ thuật bao đường sẽ tạo nên cái viên bao đường nó có nhiều lớp, nhiều lớp như thế này. Nhưng mà đây chỉ là hình vẽ thôi, còn thực tế chúng ta nhìn bằng mắt thường chúng ta sẽ không thấy được những cái lớp nó rõ ràng như vậy. Nhưng trong quá trình bao chúng ta sẽ thực hiện bao riêng từng lớp. Chút nữa thì tới cái phần đó thì các bạn sẽ biết. Rồi. Thiết bị dùng trong kỹ thuật bao đường bao gồm nồi bao, hệ thống thông gió và điều hòa nhiệt, tủ sấy, muỗng hoặc là gáo dùng để múc dịch bao, hoặc là cái hệ thống dùng để bơm dịch bao vào, nồi hoặc là chống đánh bóng. Đó. Thì đây là hai cái thiết bị quan trọng trong cái kỹ thuật bao đường, đó là cái nồi bao và cái chống đánh bóng. Thì các bạn thấy là hai cái thiết bị này nó cũng đơn giản thôi. Đó. Ví dụ cái nồi bao nó là một cái thùng, một cái nồi được gắn trên một cái trụ nghiêng một góc là 45 độ. Đây là cái đường ống để thổi không khí nóng vào, để sấy viên. Và các bạn nhìn vào cái nồi bao này thì các bạn thấy là trên thành nồi là nó không có đục lỗ. Đó. Còn đây là cái chống đánh bóng thì nó cũng đơn giản. Đó là bên trong cái nồi này được lót một cái lớp vải nỉ mềm. Và tại sao nó cần phải được lót một lớp vải nỉ thì tới cái giai đoạn đó thì các bạn sẽ biết. Các giai đoạn trong kỹ thuật bao đường. Kỹ thuật bao đường được thực hiện lần lượt qua 5 giai đoạn như trên. Yêu cầu các bạn cần phải nhớ thứ tự của 5 giai đoạn này. Thứ nhất đó là bao cách ly nhân, thứ hai bao nền, thứ ba bao nhẵn, thứ tư bao màu và thứ năm bao bóng. Nhớ thứ tự 5 giai đoạn. Đó. Rồi đây là cái hình ảnh minh họa, tức là trong cái quá trình bao chúng ta sẽ phun cái dịch bao vào hoặc là tưới dịch bao vào. Thì khi mà chúng ta tưới hoặc là phun dịch bao vào, dịch bao nó sẽ ở trạng thái lỏng, đúng không? Những cái giọt chất lỏng dịch bao nó bám lên cái bề mặt của viên. Sau đó thì không khí nóng sẽ sấy khô dung môi và chỉ còn cái phần rắn nó bám lên bề mặt viên. Và chúng ta cứ tiếp tục phun lại sấy, phun lại sấy cho tới khi mà đạt được cái lớp bao có cái độ dày cần thiết. Đó, thì đây là cái cơ chế hình thành nên cái viên bao. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng giai đoạn. Chúng ta có 5 giai đoạn. Vậy thì mỗi giai đoạn nó có vai trò gì? Thứ nhất đó là bao cách ly nhân, hay còn gọi là bao bảo vệ. Bao cách ly nhân nó có vai trò là bảo vệ viên nhân. Bởi vì là cái vật liệu dùng để bao đó là dung dịch đường. Dung dịch đường tức là đường nó được pha trong nước, đúng không? Vậy thì nếu như mà chúng ta phun dung dịch đường vào trong viên nhân thì nước nó sẽ ngấm vào trong viên và làm cho viên nó trương nở, nó rã ra. Như vậy là không được. Như vậy trước khi mà chúng ta phun dung dịch đường vào, chúng ta sẽ bao cái lớp bao cách ly nhân. Bao cái lớp bao cách ly nhân. Vai trò của nó là bảo vệ viên nhân, làm tăng độ cứng và giảm sự mài mòn của viên. Cách bao như sau. Chúng ta sẽ phun những cái dung dịch chứa tá dược sơ nước. Lưu ý cho cô nhé, đó là những cái tá dược sơ nước chống ẩm. Vậy thì những cái tá dược này chúng ta sẽ hòa tan nó vào dung môi hữu cơ. Rồi sau đó chúng ta sẽ phun cái dung dịch tá dược vào trong bề mặt của viên và sấy. Như vậy thì dung môi hữu cơ sẽ bay hơi đi
Chỉ còn lại cái phần rắn là những cái tá dược sơ nước nó bám lên cái bề mặt của viên nhân, nó tạo nên một cái lớp bao mỏng ha, để bảo vệ viên nhân. Và ở những cái giai đoạn sau, khi mà chúng ta phun dung dịch đường vào thì nước nó không ngấm vào viên nhân được. Đấy. Vậy thì cái lớp bao cách ly này nó cần phải có độ dày phù hợp. Phù hợp nghĩa là sao? Nó mỏng quá được không? Nó dày quá được không? Thì không được. Nếu như mà cái lớp bao cách ly này nó mỏng quá thì nó sẽ không phủ hết bề mặt của viên. Hoặc là nó mỏng quá thì nước ở bên ngoài dễ dàng ngấm vào bên trong viên nhân. Như vậy thì mỏng quá cũng không được. Nhưng mà chúng ta bao cho nó dày lên được không? Cũng không được. Vì sao? Bởi vì là cái lớp bao cách ly này nó được thực hiện ha, nó cái vật liệu dùng để tạo nên cái lớp bao cách ly này đó là những cái tá dược sơ nước chống ẩm. Sơ nước tức là nó không tan trong nước. Vậy thì nếu như mà cái lớp bao cách ly này nó dày thì khi mà chúng ta uống cái viên vào, dịch tiêu hóa sẽ khó thấm vào trong viên, đúng không? Khó thấm vào trong viên thì nó sẽ làm kéo dài thời gian rã, thời gian tan của viên và ảnh hưởng tới sinh khả dụng của viên. Như vậy lớp bao cách ly nhân nó phải có độ dày phù hợp để nó bảo vệ được viên nhân và không ảnh hưởng tới độ rã và độ tan của viên. Rồi sau khi bao cách ly rồi, chúng ta sẽ thực hiện lớp bao nền. Vật liệu dùng để tạo nên lớp bao nền đó là siro. Siro là dung dịch đường đậm đặc, đúng không? Kết hợp với những cái tá dược khác, đó là những cái tá dược độn. Ta kết hợp với các tá dược độn khác. Ví dụ như là người ta dùng canxi carbonate, magie carbonate làm tá dược độn. Vậy thì cái lớp bao nền nó có vai trò đó là giúp định hình viên. Tạo cho cái viên nó có cái bề dày cần thiết, tạo cho cái lớp bao nó có cái bề dày cần thiết. Sau cái giai đoạn bao nền thì viên nhân sẽ bị che khuất hoàn toàn, tức là chúng ta sẽ không nhìn được cái hình dạng của viên nhân ban đầu, không biết là nó hình gì nữa. Khối lượng viên tăng lên đáng kể, khối lượng viên tăng lên khoảng 25%. Vì sao? Bởi vì là cái lớp bao này là lớp bao dày nhất. Lớp bao này nó đóng vai trò là giúp định hình cho viên, cho nên nó cần phải đạt cái độ dày. Cách thực hiện lớp bao nền chúng ta có hai cách. Thứ nhất, đó là chúng ta bao dung dịch và rắc bột khô. Nghĩa là gì? Nghĩa là các bạn sẽ phun hoặc là tưới tá dược dính vào. Tá dược dính ở đây nó là dung dịch đường, hoặc là dung dịch đường kết hợp với những cái tá dược như là gelatin, BVB, gum arabic để làm tăng cái tính dính. Đó. Chúng ta phun tá dược dính vào bề mặt viên, làm cho bề mặt viên ướt. Sau đó rắc bột khô vào thì bột khô nó sẽ bám lên bề mặt viên. Chúng ta cung cấp không khí nóng vào để sấy ha, sấy cho tới khi bề mặt viên khô. Chúng ta lại tiếp tục thực hiện lớp tiếp theo, đó là phun tá dược dính, rắc bột khô và sấy. Cứ lần lượt như vậy cho tới khi mà đạt được cái độ dày cần thiết. Đó. Cách thứ hai đó là chúng ta bao hỗn dịch. Bao hỗn dịch nghĩa là sao? Chúng ta sẽ trộn tá dược độn với siro. Chúng ta cho canxi carbonate, magie carbonate vào trong cái siro để tạo thành cái hỗn dịch. Sau đó chúng ta tưới cái hỗn dịch này lên bề mặt viên và mình sấy ha. Ở đây mình cũng phải sấy được chưa? Chúng ta sấy sấy cho bề mặt viên nó khô, sau đó chúng ta lại tưới lớp thứ hai, rồi lại sấy và cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi mà đạt được cái độ dày cần thiết ha. Rồi vậy thì khi mà chúng ta dùng thêm cái tá dược độn, dùng thêm tá dược độn thì cái lớp bao này nó nhanh chóng đạt độ dày cần thiết và cái lớp bao nó đạt được cái độ cứng. Còn nếu chúng ta chỉ dùng siro thì cần phải bao trong thời gian rất dài nó mới đạt được cái độ dày và cái lớp bao tạo thành nó không đạt cái độ cứng. Lớp thứ ba đó là bao nhẵn. Sau giai đoạn bao nền thì cái bề mặt viên nó lồi lõm và nó chưa có nhẵn. Vậy thì chúng ta thực hiện cái lớp bao nhẵn để sửa chữa các khuyết tật của bề mặt viên sau giai đoạn bao nền. Và để thực hiện được vai trò này thì vật liệu dùng trong cái lớp bao nhẵn đó là dung dịch đường loãng. Các bạn nhớ cho cô nhé, đó là dung dịch đường loãng. Ở đây chúng ta không dùng siro nữa,
Bởi vì siro là dung dịch đường đậm đặc ha. Ở đây chúng ta dùng dung dịch đường loãng. Chúng ta phun dung dịch đường loãng vào bề mặt viên, sau đó sấy. Và lại tiếp tục phun và sấy. Tại sao chúng ta dùng dung dịch đường loãng mà không dùng dung dịch đường đậm đặc? Chúng ta dùng dung dịch đường loãng thì nó sẽ từ từ nó phủ lên những cái chỗ lồi lõm và làm cho cái bề mặt viên nó nhẵn. Còn ngược lại các bạn hình dung, ngược lại hình dung, nếu chúng ta dùng cái siro hoặc là dung dịch đường đậm đặc thì siro và dung dịch đường đậm đặc nó có độ nhớt cao, nó sẽ khó phủ đều lên toàn bộ bề mặt viên. Đúng không? Độ nhớt cao thì cái khả năng lan tỏa của nó kém, thì nó sẽ khó phủ đều lên toàn bộ bề mặt viên. Và khi mà nó không phủ đều lên toàn bộ bề mặt viên thì nó không thể nào mà làm cho bề mặt viên nó nhẵn được. Đó. Cho nên ở giai đoạn này cái vật liệu bao là dung dịch đường loãng ha. Sau giai đoạn bao nhẵn thì bề mặt viên nó không còn rỗ, không còn lõm nữa, nó trở nên nhẵn hơn. Rồi, lớp bao thứ tư đó là bao màu. Các bạn thấy viên bao đường thường có màu, hầu như là có màu. Vậy thì người ta có thể dùng màu tan trong nước hoặc là màu không tan trong nước. Nhưng người ta thường dùng màu không tan trong nước nhiều hơn để nó tạo được cái màu sắc bền, ổn định. Nếu như mà người ta dùng cái màu tan trong nước thì các bạn hình dung đó là cái lớp bao đường nó dễ bị cháy ra. Tức là nó hút ẩm ở môi trường. Nó hút ẩm ở môi trường nó dễ bị cháy ra và cái màu nó sẽ tan vào đó và làm cho cái bề mặt viên nó loang ha. Như vậy thì người ta thường là dùng cái màu không tan. Nếu chúng ta dùng màu tan thì màu sẽ được hòa tan vào dung dịch đường. Còn nếu chúng ta dùng màu không tan thì màu sẽ được phân tán vào dung dịch đường để tạo nên hỗn dịch. Khi phun chúng ta sẽ pha những cái dịch màu có cái độ đậm nhạt khác nhau, nhưng khi mà chúng ta pha đó ha, khi mà chúng ta pha thì chúng ta sẽ pha những cái dung dịch màu có cái độ đậm nhạt khác nhau. Còn khi phun là chúng ta phải phun theo thứ tự, đó là chúng ta phải phun cái dung dịch có màu nhạt trước rồi tới cái màu đậm sau. Tại sao lại làm như vậy? Bởi vì là chúng ta phải phun cái màu nhạt trước màu đậm sau thì cái màu đậm nó mới phủ được lên cái màu nhạt, nó làm cho cái bề mặt viên nó cái màu đồng nhất. Còn các bạn hình dung nếu mình làm ngược lại, mình phun màu đậm trước rồi tới màu nhạt sau thì cái màu nhạt mà chúng ta phun vào sau nó không phủ đều lên cái bề mặt của viên thì nó sẽ làm cho cái bề mặt viên cái màu sắc nó không đồng nhất đó. Rồi, và để cho viên nó có màu sắc hấp dẫn hơn thì người ta có thể phối hợp những cái màu cơ bản để tạo ra những cái màu mới, những cái màu đặc trưng riêng của từng nhà sản xuất. Rồi, cái lớp thứ năm đó là bao bóng. Thì các bạn thấy là viên bao đường cái bề mặt của nó rất là sáng bóng vì chúng ta thực hiện cái lớp bao bóng. Thiết bị dùng để bao bóng đó là cái thiết bị bằng vật liệu nhẵn và được lót vải hoặc là nỉ ở phía trong. Chúng ta lót vải hoặc nỉ ở phía trong đó là cái vật liệu mềm để khi mà cái nồi và bao bóng này, cái thiết bị bao bóng này nó quay, pin nó sẽ cọ sát vào lớp vải, lớp nỉ thì bề mặt pin nó sẽ bóng lên. Vật liệu dùng để bao bóng đó là sáp ong tinh chế, paraffin lỏng hoặc rắn hoặc là sáp gạt nao ba. Sáp ong tinh chế tức là sáp ong đã loại đi các tạp chất. Đó. Rồi cách bao bóng chúng ta có thể thực hiện như sau. Chúng ta phun dung dịch ở nhiệt độ lạnh hoặc là trà sát trên mặt nồi ở nhiệt độ nóng. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu như mà chúng ta phun dung dịch ở nhiệt độ lạnh thì mình sẽ hòa tan này, hòa tan những cái tá dược này vào trong các dung môi hữu cơ để được dung dịch. Sau đó chúng ta phun cái dung dịch này vào trong viên ở nhiệt độ lạnh. Như vậy thì khi mà cái dung dịch nó bám lên bề mặt viên và nó gặp lạnh, đúng không? Nó gặp lạnh thì những cái tá dược này nó sẽ đặc lại. Bởi vì là sáp ong này, paraffin rắn này, sáp gạt nao ba, sáp tức là ở nhiệt độ thường là nó ở dạng rắn. Và khi mà nhiệt độ nó càng lạnh thì cái sáp này nó sẽ càng đặc lại. Vậy thì chúng ta sẽ phun cái dung dịch đó vào. Và khi mà nó gặp cái bề mặt viên lạnh thì sáp và paraffin nó sẽ đặc lại và nó bám lên bề mặt viên. Sau đó viên nó sẽ cọ lên cái lớp vải, lớp nỉ.
Như vậy thì cái viên nó sẽ từ từ nó sáng bóng lên. Hoặc là chúng ta trà sáp trên mặt nồi ở nhiệt độ nóng, nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta dùng sáp hoặc là paraffin rắn, chúng ta trà lên mặt nồi ở nhiệt độ nóng, thì ở nhiệt độ nóng sáp và paraffin nó sẽ chảy ra, nó bám lên cái lớp vải, lớp nỉ ha. Và khi mà cái thiết bị quay, viên nó cọ sát với lớp vải, lớp nỉ thì sáp nó sẽ bám lên bề mặt viên và viên nó sẽ sáng lên đó. Như vậy thì chúng ta đã học xong 5 giai đoạn của kỹ thuật bao đường, và mỗi giai đoạn nó có những cái vai trò đặc trưng và vật liệu cách bao thì các bạn cần phải nhớ ha. Đây là hình ảnh của viên bao đường khi mà chưa được bao bóng. Còn bây giờ thì hai cái viên này tức là nó là khác nhau nhé các bạn. Tức là khi mà tìm thì nó không, người ta không tìm được cùng một loại viên. Nhưng mà ở đây thì các bạn thấy rằng là người ta mới bao cho tới cái giai đoạn đó là bao màu thôi, nó chưa được bao bóng thì cái bề mặt viên nó chưa sáng lên. Còn với cái viên này người ta đã bao hoàn chỉnh và các bạn thấy là cái bề mặt viên nó bóng. Và để có được cái ký hiệu này thì người ta thực hiện thêm một cái lớp nữa, đó là in cái ký hiệu này lên bề mặt viên ha. Ưu và nhược điểm của kỹ thuật bao đường, thì kỹ thuật bao đường nó có ưu điểm là thiết bị đơn giản, hồi nãy các bạn đã nhìn thấy rồi, nó chỉ cần hai thiết bị chính, đó là nồi bao đường và cái chống đánh bóng. Có thể dùng những cái thiết bị hiện đại nếu như mà chúng ta được trang bị những cái thiết bị này, ví dụ như là nồi bao tầng sôi, nồi bao chân không. Đó. Còn nếu không có thiết bị hiện đại, chúng ta có thể dùng những cái thiết bị đơn giản. Ha. Nhược điểm của kỹ thuật bao đường đó là thao tác đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm của kỹ thuật viên. Bởi vì các bạn thấy là kỹ thuật bao đường hầu hết các giai đoạn chúng ta làm thủ công. Và khi làm thủ công thì đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm của người kỹ thuật viên. Mà cái này thì không phải là kinh nghiệm của ai cũng giống ai, đúng không? Mỗi người có những cái kinh nghiệm khác nhau. Đó. Kỹ thuật bao đường thì mất nhiều thời gian cho nên năng suất thấp. Một mẻ bao đường có thể chúng ta phải thực hiện trong thời gian là 5 ngày. 5 ngày mới bao xong một mẻ. Vì sao? Bởi vì là cái vật liệu chính dùng để bao là dung dịch đường, mà đường được pha ở đâu? Pha trong nước, đúng không? Vậy thì nước là cái dung môi khó bay hơi. Và khi mà chúng ta pha đường vào trong nước thì tạo thành cái dung dịch có độ nhớt cao, lại càng khó bay hơi nữa ha. Cho nên mà cái thời gian bao đường nó kéo dài. Và cái lớp bao đường thì khó bảo quản ha, cái viên bao đường khó bảo quản, nó dễ hút ẩm bởi vì vật liệu chính là đường, dễ bị đốm mặt, dễ bị biến màu, dễ bị giòn và nứt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là viên bao đường thì nó có nhiều nhược điểm, cho nên ngày nay số lượng viên bao đường còn rất là ít, chủ yếu là những cái viên có nguồn gốc từ dược liệu. Bây giờ người ta qua viên bao phim. Viên bao phim. Đây là hình ảnh của viên bao phim. Các bạn nhìn kỹ cái hình này nhé. Thì trên hình này các bạn thấy là nó có cái hình dạng, đó là cái hình thoi, đúng không? Hình thoi. Rồi trên đây các bạn thấy cái chữ đó là Pfizer. Đây là cái logo của nhà sản xuất. Còn đối với viên bao đường thì sau khi bao xong các bạn thấy là viên, các viên nó có hình dạng như thế này. Đó. Rồi. Rồi. Nguyên tắc của kỹ thuật bao đường đó là chúng ta phủ lên bề mặt viên nhân một lớp màng tá dược thật mỏng. Phủ lên bề mặt viên nhân một lớp màng tá dược thật mỏng. Đó. Và cái bề dày của cái lớp bao phim nó chỉ là 0,1 mm. Đó. Màng phim có cái đặc tính thay đổi tùy loại polymer. Khi mà chúng ta dùng các loại polymer khác nhau thì sẽ tạo nên những cái màng phim có chức năng khác nhau. Thì giống như phần đầu chúng ta đã nói, đó là viên bao tan trong dạ dày, viên bao tan trong ruột và viên bao phóng thích kéo dài.
để tạo nên những cái chức năng khác nhau đó thì chúng ta dùng những cái loại polymer có tính chất khác nhau. Đặc điểm và chức năng của lớp bao phim. Lớp bao phim nó có vai trò đó là bao cách ly, bao bảo vệ, bao tan trong ruột, bao kiểm soát sự phóng thích dược chất. Tá dược dùng trong kỹ thuật bao phim bao gồm chất tạo màng phim, đây là cái thành phần chính, dung môi để pha dịch bao, chất hóa dẻo để giúp cho cái màng bao nó bền chắc, và những cái tá dược khác là tá dược trơn bóng, chất phá bọt, chất màu. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng tá dược. Tá dược thứ nhất đó là chất tạo màng phim. Có nhiều loại polymer khác nhau ha. Chúng ta thường dùng những cái polymer là dẫn chất của cellulose, là dẫn chất của axit metacrylic. Vậy thì trong những cái dẫn chất của cellulose thì cũng có nhiều loại polymer. Các bạn đọc ở đây. Ở đây chúng ta có này, ví dụ này, hydroxy propy cellulose hoặc là hydroxy propy methyl cellulose, thì những cái tá dược này nó sẽ tạo nên cái phim bao tan ở dạ dày hoặc là bao chống ẩm, tức là cái vai trò của nó đó là bảo vệ dược chất tránh tác động của môi trường, hoặc là vai trò của nó đó là làm cho phim nó có cảm quan hấp dẫn, che giấu đi cái màu sắc kém hấp dẫn của dược chất. Còn những cái tá dược này khi tới dạ dày nó sẽ tan và dược chất ở bên trong nó sẽ được giải phóng ra. Còn để tạo nên viên bao tan trong ruột thì chúng ta dùng hydroxy propy methyl cellulose phtalat, tức là có thêm cái gốc phtalat hoặc là cellulose aceto phtalat. Thì các bạn nhớ là có thêm cái gốc phtalat thì khi chúng ta dùng những cái tá dược này nó sẽ tạo nên cái viên bao tan trong ruột. Tức là những cái tá dược này nó không tan trong môi trường axit của dạ dày, nó tới ruột nó mới tan để dược chất được phóng thích ra. Để tạo nên cái viên bao phóng thích kéo dài thì chúng ta dùng ethyl cellulose. Đó là cái nhóm dẫn chất cellulose. Nhóm thứ hai đó là dẫn chất của axit metacrylic. Để tạo nên viên bao tan ở dạ dày chúng ta dùng eutrakit EPO, eutrakit E100. Để tạo nên viên tan bao tan trong ruột chúng ta dùng eutrakit L30D, L100. Thì các bạn cứ nhớ ra là để tạo nên viên bao tan trong ruột thì có thêm cái chữ L này, L là long ấy, ha. Đây, để tạo nên cái viên bao phóng thích kéo dài thì chúng ta dùng eutrakit RSRL NE. Thì có thể là người ta hỏi trong cái nhóm tá dược này, ví dụ người ta hỏi đó là để tạo nên viên bao tan trong ruột dùng những tá dùng cái polymer loại nào sau đây, hay là để tạo nên viên bao phóng thích kéo dài thì dùng loại polymer nào sau đây, thì các bạn nhớ ha. Rồi, thành phần thứ hai đó là dung môi, dung môi để pha dịch bao thì yêu cầu đó là dung môi phải hòa tan hoàn toàn tá dược, hoặc là dung môi giúp cho các tá dược nó phân tán đều, giúp cho cái polymer nó phân tán đều được vào trong dung môi để tạo nên cái hỗn dịch. Rồi, dung môi không độc, không dễ cháy nổ, phù hợp với kỹ thuật, giá thành rẻ. Chúng ta thường dùng các loại như là ethanol, acetone, isopropanol và nước. Vậy thì ở đây dung môi nó cần phải đáp ứng những cái yêu cầu này, và để thỏa mãn những cái yêu cầu này thì người ta thường là phối hợp nhiều loại dung môi với nhau để tạo thành một cái hỗn hợp dung môi. Còn khi mà chúng ta dùng riêng rẽ thì nó không thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu này. Ví dụ nếu chúng ta chỉ dùng ethanol thì nó có nhược điểm đó là nó dễ gây cháy nổ, đúng không? Hay là chúng ta dùng isopropanol thì khi mà nó bay ra ngoài môi trường thì nó sẽ gây độc đó. Hay là khi mà chúng ta chỉ dùng nước thì nước nó khó bay hơi, khó bay hơi. Vậy thì người ta phải phối hợp nhiều loại dung môi với nhau. Chất hóa dẻo, cái lớp bao phim nó rất là mỏng nhưng mà nó lại bền chắc là bởi vì trong thành phần của nó có chất hóa dẻo. Chất hóa dẻo có vai trò giúp cho màng phim bền chắc,
không bị căng giòn, không bị rễ nứt. Nhưng cái chất hóa dẻo này nó lại ảnh hưởng đến sự phóng thích của dược chất. Nếu chúng ta dùng một lượng lớn chất hóa dẻo, nó sẽ làm kéo dài thời gian rã, thời gian tan của viên. Còn nếu như mà chúng ta dùng ít quá thì cái lớp màng phim nó không đạt cái độ bền chắc. Như vậy chúng ta cần phải nghiên cứu để sử dụng cái tỷ lệ chất hóa dẻo phù hợp. Chúng ta thường dùng các chất như là BZ4000, BZ6000, glycerin, vân vân để làm chất hóa dẻo. Các tá dược khác, tá dược trơn, tá dược làm bóng viên, ví dụ như là chúng ta dùng bột tang, magie stearat. Vậy thì những cái tá dược này nó có vai trò làm cho cái bề mặt viên nó bóng, nó đẹp. Tuy nhiên các bạn thấy là viên bao phim thì cái độ bóng nó kém hơn viên bao đường, bởi vì là viên bao đường nó có hẳn một cái giai đoạn, đó là giai đoạn bao bóng ha. Và cái vật liệu để thực hiện cái lớp bao bóng đó là sáp, là paraffin rắn. Sáp và paraffin rắn thì nó sẽ tạo cái độ bóng cao hơn là các loại bột này, bột tang, bột magie stearat. Chất phá bọt, chúng ta dùng các dung môi hữu cơ như là ethanol, isopropanol để pha cái dịch bao ha. Tức là chúng ta hòa tan các polymer vào trong những cái dung môi hữu cơ này. Vậy thì polymer nó có tính chất đó là khi mà nó tan vào hoặc là khi mà chúng ta phân tán nó vào trong các dung môi thì nó sẽ tạo bọt rất là nhiều. Nếu như mà chúng ta không phá bọt, các bạn hình dung nhé, khi mà chúng ta không phá bọt, chúng ta phun cái dịch bao đang còn chứa bọt vào trong bề mặt viên, thì cái bọt đó khi nó bám lên bề mặt viên nó vỡ ra, nó vỡ ra nhưng nó không phủ đều lên bề mặt viên. Vậy thì khi nó không phủ đều lên bề mặt viên thì nó sẽ làm cho bề mặt viên nó xù xì, nó không nhẵn được, cái lớp bao nó không đồng nhất đó. Như vậy thì trước khi mà chúng ta phun dịch bao vào, chúng ta cần phải phá bọt ha. Chúng ta có thể dùng như là silicon, simethicone, dimethicone để phá bọt. Rồi các chất khác, chất màu, viên bao phim thì bạn cũng thường thấy là nó cũng có màu đúng không? Vậy thì người ta dùng có là màu tan và màu không tan. Màu tan thì được ký hiệu là dye và màu không tan ký hiệu là led. Thì người ta cũng thường dùng cái màu không tan để cái màu nó bền chắc. Chuẩn bị dịch bao, chuẩn bị dịch bao thì chúng ta sẽ hòa tan hoặc là phân tán polymer vào trong các dung môi. Sau đó chúng ta thêm những cái tá dược phụ khác vào để tạo nên dịch bao. Giai đoạn tiếp theo đó là bao. Thì chúng ta có thể dùng cái nồi bao đơn giản, nồi bao thông thường hoặc là bao bằng thiết bị tầng sôi. Đây là cái nồi bao đường mà người ta tận dụng để bao phim. Ví dụ như trong trường hợp như là cơ sở không có cái nồi bao phim, không có cái thiết bị bao tầng sôi thì người ta có thể dùng cái nồi bao đường để thực hiện bao phim. Nhưng mà cái nồi này thì nó có nhiều nhược điểm, bởi vì là trên cái thành nồi nó kín, nó không có được đục lỗ, cho nên khi mà chúng ta phun cái dung dịch bao vào, phun cái dịch bao vào và chúng ta sấy thì cái sự thoát cái dung môi ra ngoài nó chỉ thoát bằng cái miệng này nè, nó thoát qua cái miệng này, và khi mà nó chỉ có cái miệng này để nó thoát ra ngoài thì nó sẽ khó ha. Cho nên cần phải bao trong thời gian dài, thực hiện bao trong thời gian dài. Còn đối với cái nồi bao cải tiến, thì trên thành nồi có đục lỗ. Trên thành nồi có đục lỗ đây, người ta vẽ cái hình minh họa như thế này. Trên thành nồi có đục lỗ thì khi mà người ta phun dịch bao vào và người ta sấy thì dung môi nó sẽ thoát qua những cái lỗ đó, cho nên mà cái sự di chuyển của dung môi nó dễ dàng hơn. Cho nên rút ngắn được cái thời gian pin nó nhanh khô và khô đều. Thì ở đây là cái nồi bao phim. Nồi bao phim sẽ gồm các bộ phận sau. Thứ nhất, đó là cái nồi bao thành nồi có đục lỗ. Rồi, bộ phận thứ hai đó là cái đường ống để dẫn không khí nóng vào. Bộ phận thứ ba đó là cái súng, dùng để phun dịch bao.
Bộ phận thứ tư đó là cái thùng dùng để chứa dịch bao và cái đường ống để dẫn dịch bao vào trong cái đầu súng phun. Và ở đây các bạn thấy là trong cái thùng này có cái cánh khuấy. Khi mà chúng ta bao bằng cái hỗn dịch, bao bằng hỗn dịch thì luôn luôn phải khuấy cái dịch bao để tránh đó là các thành phần nó bị lắng xuống đáy. Và cái đường ống này các bạn thấy là nó có một cái bộ phận này để giúp phá bọt, tức là làm cho những cái bọt nó vỡ ra để cái dịch bao khi mà nó đi vào cái súng phun nó không còn bọt nữa. Đó. Bộ phận thứ năm là cái bộ phận để hút hơi dung môi ra ngoài. Thì đây là cái nồi bao phin. Đây là cái hình ảnh minh họa trong cái quá trình bao phin. Ở đây cũng chỉ là cái hình minh họa để người ta vẽ thôi. Đó. Bây giờ đây là cái súng phun dịch bao trên thành nồi có gắn cánh khuấy, cánh đảo để giúp đảo viên để làm cho cái dịch bao nó phủ đều lên bề mặt viên. Rồi. Đây là cái hình ảnh minh họa cho cái viên bao phim. Đây là cái viên nén ban đầu. Đây là cái viên bao phim được cắt cắt ngang để chúng ta nhìn thấy cái phần nhân bên trong và cái phần lớp bao. Còn đây là viên bao hoàn chỉnh. Vậy thì ngoài cái thiết bị đơn giản đó là cái nồi bao đường hoặc là cái nồi bao phim thông thường thì chúng ta có thể dùng cái thiết bị bao từng xôi. Nhưng mà thiết bị bao từng xôi thì được áp dụng cho đối tượng nào? Thì bây giờ các bạn đọc cái phần này nhé. Đọc thì cô sẽ hướng dẫn. Thiết bị bao tầng xôi được áp dụng cho các đối tượng đó là bột, cốm, hạt, vi hạt. Đây là những cái đối tượng có kích thước và khối lượng nhỏ. Ha. Và nguyên tắc của cái quá trình bao tầng xôi đó là đối tượng sẽ chuyển động lơ lửng. Đây là nguyên tắc ha. Đối tượng sẽ chuyển động lơ lửng trong không gian của máy nhờ hệ thống thông gió. Tức là sẽ có một cái luồng gió được thổi từ dưới được thổi từ dưới làm cho những cái đối tượng này nó bay lơ lửng trong không gian của máy. Dịch bao sẽ được phun ở dưới dạng hạt sương. Dịch bao được phun dưới dạng hạt sương và bao lấy đối tượng. Sau đó thì không khí nóng sẽ sấy khô cái phần dung môi, chỉ còn cái phần rắn bám lên bề mặt viên. Đó. Vậy thì cái kỹ thuật bao tầng xôi ít được áp dụng cho viên nén. Vì sao? Bởi vì viên nén có kích thước lớn và nó có kích thước lớn thì cái khối lượng của nó lớn cho nên mà nó khó bay lơ lửng, phải dùng một cái lực đẩy rất là mạnh thì cái viên nó mới bay được. Và khi mà nó bay lơ lửng nó có thể là va đập với nhau, các viên nó có thể là va đập với nhau và bởi vì nó có kích thước lớn cho nên cái lực va đập nó mạnh, làm cho viên nó dễ bị vỡ mẻ, dễ gây mòn viên. Cho nên cái kỹ thuật bao tầng xôi áp dụng cho những cái đối tượng có kích thước và khối lượng nhỏ, ít áp dụng cho viên nén. Bây giờ các bạn hình dung cái kỹ thuật bao tầng xôi nó là như thế này. Các đối tượng được bay lơ lửng trong không gian của máy. Sau đó thì dịch bao sẽ được phun dưới dạng hạt sương. Có 3 cách phun nha các bạn. Thứ nhất đó là phun từ trên xuống. Thứ hai đó là phun từ dưới lên và thứ ba đó là phun theo hướng tiếp tuyến. Vậy thì cái dịch bao sẽ được phun dưới dạng hạt sương và cái dịch bao bám lên bề mặt viên. Không khí nóng
Không khí nóng nó sẽ sấy khô bề mặt viên, bởi vì là các viên nó bay lơ lửng trong đây, cho nên không khí nóng nó tiếp xúc đều với toàn bộ bề mặt viên ha. Không khí nóng nó tiếp xúc đều với toàn bộ bề mặt viên và các viên nó sẽ được sấy khô nhanh, sấy khô đều. Cho nên mà khi mà chúng ta bao bằng thiết bị tầng sôi thì cái thời gian bao nó được rút ngắn xuống. Nhưng mà cái thiết bị này ít được dùng. Vì sao? Bởi vì là cái đối tượng bao nó hạn chế, đúng không? Thì dùng để bao những cái đối tượng kích thước nhỏ, khối lượng nhỏ. Thứ hai nữa là cái thiết bị này nó cần phải chi phí mắc tiền. Cần phải bỏ ra một cái chi phí rất là lớn thì chúng ta mới mua được. Cho nên mà cái phương pháp bao tầng sôi này ít được dùng. Và đây là cái hình ảnh minh họa cho cái quá trình bao phim. Dịch bao sẽ được phun dưới dạng giọt sương, và cái giọt dịch này bám lên bề mặt viên. Không khí nóng sẽ sấy khô dung môi và chỉ còn cái phần rắn bám lên bề mặt viên. Và tạo nên cái lớp bao ở bên ngoài. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của viên bao phim thì bao gồm các yếu tố thuộc về viên nhân, thuộc về những cái thông số kỹ thuật của thiết bị và các yếu tố thuộc về dịch bao. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng yếu tố ha. Đối với viên nhân, viên dùng để bao phim yêu cầu nó cũng có cái mặt khung lồi để hạn chế sự mài mòn đó, và trên viên có thể có logo. Đây là cái điểm khác so với viên bao đường nha bạn. Đối với viên bao phim, đối với viên dùng để bao phim, viên nhân dùng để bao phim thì trên bề mặt viên chúng ta có thể tạo logo cho viên, bởi vì sau khi bao phim xong nó sẽ giữ nguyên cái logo đó, giống như là cái logo Pfizer mà hồi nãy các bạn đọc được đó. Đó là cái logo trên bề mặt của viên nén, và sau khi mà chúng ta bao phim xong thì nó vẫn giữ nguyên cái logo đó. Nhưng mà đối với viên bao đường thì viên nhân người ta không tạo cái logo. Vì sao? Bởi vì cái lớp bao đường nó dày, sau khi bao xong nó sẽ che khuất hết, không còn thấy cái logo nữa. Vậy thì cái việc tạo logo nó không có ý nghĩa gì cả. Đó. Viên phải có độ mài mòn dưới 0,5%, tức là nó phải có độ bền cứng hơn viên thông thường. Rồi, những cái thông số của kỹ thuật bao bao gồm tốc độ nồi bao, tốc độ phun dịch bao, kích thước hạt dịch, nhiệt độ sấy, tốc độ sấy. Những cái này các bạn đọc ở trong giáo trình nhé. Cô phân tích thì nó rất là lâu. Các thông số của dịch bao thì gồm có loại polymer, nồng độ polymer, chất hóa dẻo, nồng độ chất hóa dẻo, dung môi và các tá dược khác. Cái này các bạn cũng đọc trong giáo trình. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo, đó là mình sẽ so sánh giữa viên bao đường và viên bao phim. Vậy thì viên bao đường và viên bao phim nó khác nhau ở những điểm sau. Thứ nhất đó là về cảm quan. Sau khi bao xong thì viên bao đường nó có hình bầu dục, bề mặt viên sáng bóng. Còn đối với viên bao phim, sau khi bao xong viên vẫn giữ nguyên được cái hình dạng của viên nhân ban đầu. Viên ban đầu có hình gì thì sau khi bao xong nó có hình đó. Như vậy viên bao phim nó có hình dạng đa dạng. Viên nhân sau khi bao, đối với viên bao đường thì sau khi bao xong viên nhân sẽ bị che khuất hoàn toàn, chúng ta không biết là cái viên nhân ban đầu nó có hình như thế nào. Nhưng đối với viên bao phim thì sau khi bao xong nó vẫn duy trì được cái đường nét hình dạng các logo, các ký hiệu trên cái bề mặt của viên nén ban đầu. Phần trăm tăng khối lượng, cái lớp bao đường dày cho nên sau khi bao xong viên bao đường nó sẽ tăng lên 30 đến 70% so với viên nhân ban đầu. Còn viên bao phim tùy thuộc vào cái chức năng của lớp bao. Nếu nó là lớp bao tan trong dạ dày thì sau khi bao xong khối lượng viên tăng lên 2 đến 5% so với viên nhân ban đầu. Còn nếu nó là viên bao tan trong ruột thì sau khi bao xong nó sẽ tăng lên 5 đến 15% so với viên nhân ban đầu. Đặc tính phóng thích hoạt chất thì đa số viên bao đường nó sẽ tan trong dạ dày, rất là khó để điều chế viên bao đường tan trong ruột, bởi vì là cái vật liệu dùng để bao đường đó là đường saccharose, mà đường cứ gặp nước là nó tan, đúng không? Cho nên rất khó để điều chế viên bao đường mà tan trong ruột.
Còn đối với viêm bao phim, chúng ta có thể điều chế được viêm bao tan trong dạ dày, viêm bao tan trong ruột, viêm bao phóng thích kéo dài. Thời gian rã của viêm, đối với viêm bao đường thì yêu cầu thời gian rã ở dạ dày phải bé hơn hoặc bằng 60 phút. Còn đối với viêm bao phim thì với viêm bao tan ở dạ dày, với viêm bao tan ở dạ dày thì yêu cầu nó phải rã trong thời gian là bé hơn hoặc bằng 30 phút. Còn đối với viêm bao tan trong ruột thì yêu cầu là nó bền ở ở dạ dày trong thời gian là ít nhất 2 giờ và phải rã ở pH ở dịch ruột trong thời gian là bé hơn hoặc bằng 60 phút. Đặc tính ổn định của lớp bao thì cái lớp bao đường nó ít ổn định, cần phải bảo quản tránh nóng, tránh ẩm, tránh va đập. Còn với viêm bao phim thì lớp bao nó ổn định hơn. Số giai đoạn trong kỹ thuật bao đường thì các bạn thấy kỹ thuật bao đường nó trải qua 5 giai đoạn. Còn kỹ thuật bao phim hầu như là cái quá trình bao nó được thực hiện liên tục cho tới khi hoàn thành. Nó không chia ra thành các giai đoạn như là kỹ thuật bao đường. Thời gian hoàn thành quá trình kỹ thuật bao đường để thực hiện một mẻ bao thì chúng ta có thể phải mất tới 5 ngày. Nhưng đối với viêm bao phim thì chỉ cần vài giờ. Khả năng tự động hóa, kỹ thuật bao đường đa số là chúng ta phải thực hiện thủ công cho nên khó tự động hóa. Còn đối với kỹ thuật bao phim thì dễ tự động hóa và các thông số chúng ta có thể cài đặt trên máy, và cái người kỹ thuật viên chỉ là cái người đứng quan sát, và chúng ta phát hiện kịp thời những cái lỗi để chúng ta đưa ra để báo với quản lý để đưa ra cái hướng khắc phục. Còn đa số các thông số là chúng ta cài đặt trên máy. Loại viêm bao thứ ba đó là viêm bao bằng cách nén, hay còn gọi là viêm nén kép. Vì sao nó được gọi là viêm nén kép? Bởi vì để điều chế được cái viêm bao này thì chúng ta cần phải nén nhiều lần. Bây giờ các bạn quan sát nhé. Đầu tiên đó là cối chày của máy dập viêm. Đây là chày trên, đây là cối và đây là chày dưới. Bây giờ chúng ta sẽ cho 1/2 lớp bột tá dược vào trong cối. Sau đó mình nén nhẹ, nén nhẹ. Rồi, nén nhẹ xong rồi thì giờ cái chày trên nó sẽ đi lên. Được chưa? Các bạn quan sát được 4 bước này chưa? Cái chày cối ban đầu này, cối chày ban đầu này của máy dập viêm này. Chúng ta cho 1/2 lớp bột tá dược vào đây. Rồi sau đó thì cái chày trên đi xuống, nén nhẹ xuống. Rồi sau khi nén xong rồi thì cái chày trên đi lên. Được chưa? Rồi, bây giờ mình cho cái viên nhân vào. Cho viên nhân vào. Mình nén nhẹ xuống để cái lớp ở phía dưới này nó bám lên cái bề mặt dưới của viên nhân. Rồi, sau đó thì cái chày trên đi lên. Rồi chúng ta cho tiếp 1/2 lớp bột tá dược còn lại vào. Rồi, bây giờ cho 1/2 lớp bột tá dược vào rồi. Bây giờ mình sẽ nén, nén xuống để cái lớp bột tá dược ở trên này nó bám lên cái bề mặt trên của viên. Và mình có thể là cần mình phải nén ở đây là nén khoảng 2 lần, tiếp tục nén thêm lần nữa để nó bám chắc vào. Sau đó thì chày trên đi lên, chày dưới cũng đi lên để đẩy viên lên bề mặt của cối và cái thanh gạt này nó sẽ gạt viên ra ngoài. Được chưa? Như vậy cái viên bao bằng cách nén còn gọi là viên nén kép, bởi vì là để điều chế được cái viên này chúng ta cần phải nén nhiều lần. Kiểm tra chất lượng của viên bao thì chúng ta sẽ kiểm các chỉ tiêu đó là độ rã. Đối với viêm bao phim thì có nhiều loại, nhưng mà đối với viêm bao tan trong dạ dày thì thời gian rã không quá 30 phút. Viêm bao tan trong ruột nó phải bền ở pH 1,2, pH này tương đương với pH ở dạ dày, trong thời gian là 2 giờ, và rã trong pH ở dịch ruột là khoảng trong thời gian là không quá 60 phút. Còn đối với viêm bao đường, thời gian rã không được quá 60 phút. Độ đồng đều khối lượng thì độ đồng đều khối lượng chỉ kiểm đối với viêm bao phim, không kiểm đối với viêm bao đường. Vì sao? Bởi vì là đối với viêm bao đường thì cái lớp bao nó dày và cái độ dày của lớp bao nó phụ thuộc vào tay nghề, kỹ thuật, kinh nghiệm của người kỹ thuật viên. Như vậy mỗi người kỹ thuật viên sẽ có kinh nghiệm khác nhau. Vì vậy bề dày của lớp bao đường nó khó đồng nhất.
Nó khó đồng nhất thì dẫn tới là cái độ đồng đều khối lượng này nó cũng khó đồng đều, đúng không? Thứ hai nữa, mặc dù là nó có thể là cái lớp bao đường này này, nó có thể là mỗi người sẽ bao có cái độ dày mỏng khác nhau. Khi kiểm thì có thể là nó khó đạt độ đồng đều khối lượng, nhưng mà cái lớp bao đường nó lại ít ảnh hưởng tới độ rã, bởi vì là vật liệu chính của nó là đường, cứ gặp nước là nó rã thôi, nó tan thôi. Cho nên người ta không đặt ra cái yêu cầu là kiểm độ đồng đều khối lượng đối với viên bao đường. Còn đối với viên bao phim, cái lớp bao phim nó mỏng, cái bề dày của lớp bao phim nó mỏng, mặc dù nó mỏng nhưng nó lại ảnh hưởng nhiều đến cái thời gian rã của viên. Như vậy chúng ta cần phải kiểm độ đồng đều khối lượng đối với viên bao phim. Đó. Và thứ hai nữa đó là kỹ thuật bao phim nó được tự động hóa, và chúng ta đã cài đặt các thông số trên máy, cho nên mà cái bề dày nó gần như là đồng đều. Như vậy thì nó yêu cầu là nó phải đạt cái độ đồng đều khối lượng. Định tính định lượng thì chúng ta sẽ kiểm mỗi loại viên nó sẽ khác nhau. Vậy thì cô giảng xong cái bài viên bao. Chúng ta có cái chỗ nào chưa hiểu cần cô giảng lại thì các bạn cứ mạnh dạn ha. Bây giờ các bạn sẽ gặp bạn nào Phương Nguyễn giơ tay phát biểu, cô mời bạn nào. Bạn Phương Nguyễn. Bạn bạn muốn phát biểu gì không? Rồi, hay là ấn nhầm vô. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao ha. Các bạn nghỉ khoảng 15 phút thôi nha các bạn, bởi vì còn cái bài viên nang cũng khá là dài.